Xin chào Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Xin chào Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Xin chào Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2023. Artless IO. Xin chào Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2023. Tôi là Hoàng Thanh Nga. Tôi là chủ sở hữu thương hiệu Kim Cương Ngọc Châu Âu và là nhà tài trợ Vương Miện cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2023. Hạnh phúc vì có được vinh dự cùng đồng hành cùng với chương trình trong năm nay. Tại vì trước giờ đối với các fan yêu mến sắc đẹp của Việt Nam thì cái cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam luôn luôn là một cuộc thi hoa hậu được mong chờ nhất. Thì tôi thấy là thí sinh của chúng ta năm nay là rất là nhiều thí sinh mới, đẹp và có rất là nhiều năng lượng. Thì tôi chúc tất cả các thí sinh của chúng ta năm nay là phải cháy hết mình ha, và thật là tự tin vào bản thân, và mong là các em sẽ tự khẳng định được bản thân mình và thật sự là tỏa sáng cùng với Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Xin chào Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Tôi là Hoa hậu Thu Hoài. Tôi đến đây với vai trò là cố vấn doanh nhân truyền cảm hứng. Trong các hoa hậu Hoàng vũ của nhiều năm vừa rồi thì tôi thật sự là yêu thích tất cả các nàng hoa hậu của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, vì tôi thấy được một sự hiện đại, trẻ trung và đầy trí tuệ của các em. Và nhất là mùa vừa rồi thì tôi thật sự thích luôn cả ba, và tôi đã đồng hành các em rất là nhiều số và rất là nhiều buổi từ thiện. Tôi cảm thấy đầy màu sắc và đầy sự nhiệt huyết cũng như năng lượng rất là tích cực từ các em. Điều tôi muốn nhắn gửi đến top 59 của mùa thi năm nay đó là các em phải thể hiện được sự tự tin cá tính của mình, và tôi muốn thấy được ở các em một sự trẻ trung hiện đại, nhiệt huyết để có thể thành công ở trong đấu trường của Việt Nam mình và ra cả ngoài quốc tế. Chào Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2023. Tôi là Nguyễn Huỳnh Như, cố vấn dự án cộng đồng của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023. Trong số tất cả các hoa hậu á hậu đã đăng quang thì Như ấn tượng nhất đó là Hoa hậu Ngọc Châu, tại vì Như có dịp tiếp xúc với Hoa hậu Ngọc Châu rất là nhiều. Như vô cùng ấn tượng, và cũng như là ấn tượng từ cái hành động cho đến tất cả mọi thứ bạn ấy đã cố gắng trong thời gian trước khi đi thi hoa hậu, đã có những nỗ lực như thế nào, và sau đó khi đã đăng quang hoa hậu và suốt những kỳ Ngọc Châu đã thực hiện những dự án cộng đồng của mình tuyệt vời như thế nào. Và ngày càng tiếp xúc thì lại càng yêu quý cô gái này hơn, và Như vô cùng ấn tượng với cái cách bạn ấy làm việc. Chào Hậu Hoàng vũ Việt Nam, tôi là bác sĩ Khả Lệ, cố vấn nha khoa thẩm mỹ cho Hậu Hoàng vũ Việt Nam. Trong các thí sinh Hoa hậu đăng quang thì sự ấn tượng nhất đó là Hen Ye, bởi vì tôi thích cái cách mà bạn ấy làm cộng đồng, cách bạn ấy cho đi và cái sự tự nhiên của bạn ấy. Music licensing reimagined.